Ấn Độ phóng thành công tên lửa tầm xa di động. Theo hãng tin AFP, hôm nay 31 tháng Giêng, Ấn Độ lần đầu tiên đã thử nghiệm thành công dùng bệ phóng di động để phóng tên lửa hạt nhân tầm xa có khả năng vươn tới lãnh thổ của Trung Quốc, đối thủ lớn của Ấn Độ. Đây là lần thứ ba thành công của loại tên lửa tầm xa Agni-V5. Nhưng đây là lần đầu tiên thử nghiệm trên bệ phóng di động lắp đặt trên xe tải. Thành công này sẽ làm tăng thêm khả năng linh hoạt của lực lượng tác chiến của Ấn Độ. Tên lửa Agni được đưa vào thử nghiệm từ hồi tháng 4 năm 2012, có tầm bắn 5.000 cây số. Theo các chuyên gia, tên lửa Agni có khả năng vươn tới các mục tiêu xa ở tận phía đông bắc Trung Quốc, nơi có nhiều căn cứ quân sự. Agni, theo tiếng Phạn, ngôn ngữ của cổ của Ấn Độ thì có nghĩa là lửa, được dùng đặt tên cho các loại tên lửa được nước này triển khai chế tạo từ năm 1983. Loại đầu tiên là các loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, chủ yếu nhắm vào các mục tiêu ở Pakistan, một kẻ thù truyền đời của Ấn Độ. Với phiên bản tầm xa mới, Agni dường như ngứa hướng tầm ngắm về phía Trung Quốc, đối thủ hàng đầu của Ấn Độ tại châu Á hiện nay. Ấn Độ, một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, gần đây đã đưa ra chương trình hiện đại hóa quốc phòng với mức chi phí lên tới 100 tỷ đô la Mỹ.